Hello, cả nhà em là Sushi, em đến từ shop Sushi nội địa nhật.com. Thì hôm nay lên sóng cho cả nhà một em mới nha. Một cái đầu CD kim giải mã cả nhà, hai trong một, mua một được hai. Model là Denon QS10 ha cả nhà. Giá rất rất tốt. Con này là hàng hàng bay ha cả nhà ha. Em bao chưa sử dụng ở Việt Nam. Mắt zin đọc cực kỳ tốt. Remote zin nhưng mà nó của em đời cao ha cả nhà. Bấm ok. Bấm ok hết nha cả nhà nha. Khi mà thí dụ như cả nhà bấm nút nút play là tự cái khay đĩa nó đóng lại nha cả nhà nha. Rồi thì về cái mặt phay không vết chày ha cả nhà. Mặt phay hoàn hảo. Nha, mặt phay hoàn hảo luôn ha cả nhà, không cứng gì hết, không cứng móp gì hết. Không cứng, hoàn hảo ha cả nhà. Nắp lưng sơn zin. Nắp lưng zin luôn ha cả nhà ha. Nhưng mà nó có vết chày nắp lưng, nó có một cái vết chày nhỏ ha cả nhà ha. Đây. Đó, nắp lưng nó có vết chày nhỏ nhưng mà về cơ bản đây là một cái máy đẹp, đây là remote zin của em đó nhưng mà của đời khác ha cả nhà, đời cao. Đó, nhưng mà được cái lợi là mình có thể mình chỉnh được âm ly luôn ha cả nhà ha. Đó, chỉnh được âm ly nha. Em này hàng bay về không có remote nên em có dư cái remote zin này của đời cao hơn. Em kèm vô tặng cho cả nhà luôn. Rồi thì em cho cả nhà coi sơ ngoại hình em nói nha. Thì em này ha cả nhà ha. Nó kim giải mã, nó kim giải mã thì ở đây là mặt sau em nó. Công suất của em này là 20W, cân nặng khoảng khoảng 14 kg ha cả nhà. Thì ở đây là những cái dàn DA của nó, cái dàn nó là cổng casio. Và bên đây là cổng optical. Ở đây là cổng fix và ở đây là cổng vario. Cái cổng vario thì cả nhà có thể chỉnh volume lớn nhỏ nhưng mà cả nhà muốn hay cả nhà cắm cổng fix ha cả nhà ha. Thường thì những cái nắp này là cả nhà khi mà vận chuyển thì nó chày thì không thể tránh khỏi được. Nhưng mà được cái là nó nguyên zin, tụi em không có sơn lại. Thì em này em đo cái size cho cả nhà xem nha. Em này là cỡ size 44 hả cả nhà. Hậu sâu 32,5. Chiều cao mà luôn chân ha cả nhà. Nó tầm khoảng 14, chiều cao mà luôn chân nó tầm khoảng 14. Thì đây là một cái con CD được anh em audio săn lùng nhiều. Thứ nhất là nó kim DA cả nhà, nó kim DA thì một cái cục DA chính hãng thì nó cũng không rẻ rồi. Cái thứ hai nữa là nó có CD đó nên mình chơi được đa thể loại. Cái thứ ba nữa là cái tầm giá nó rất rất phù hợp nha cả nhà, một em CD 14 kg. Rồi thì bây giờ em cho cả nhà cùng em coi ruột gan em nói nha. Toàn thân nó mạ đồng hết rồi cả nhà. Đây, toàn thân được bọc đồng chống nhiễu, chạy hai cục tăng phô và bốn con giải mã BCM. Cả nhà ha. Rồi đây là một cái tăng phô dành cho analog và một cái tăng phô dành cho digital ha cả nhà ha. Digital là dành cho giải mã. Thì em này là hình thức còn tương đối đẹp ha cả nhà, tương đối đẹp, bao zin nguyên bản, mắt zin luôn. Em này đánh giá là khoảng được khoảng 95% ha cả nhà ha, 95% được cái là mặt phay không vết chày. Rồi thì bây giờ em mời cả nhà cùng em test đĩa em nói nha. Để em cắm điện. Dây nguồn zin luôn ha cả nhà ha, dây nguồn zin theo máy luôn. Con này là bao zin 100%. Hàng về là
chạy tốt rồi cả nhà, hàng này là chạy luôn, mắt lọc rất rất tốt. Rồi đèn sáng đẹp ha cả nhà ha, đèn sáng đẹp. Khay đĩa còn rất đẹp, thường thường có những một số dòng nó bị chảy cái khay đĩa này ra cả nhà, nhưng mà em này còn rất rất đẹp ha. Đây ha cả nhà ha. Mắt đọc còn rất rất tốt ha cả nhà ha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng em test chất âm em nói nha. À, cả nhà đợi em chút, em cho cả nhà xem mặt đích em nói luôn. Hàng rất đẹp ha cả nhà ha. Rồi bây giờ mình test cổng optical luôn ha cả nhà ha. Rồi thì em mượn tạm cái cổng quang của CD Link qua ha cả nhà ha, giải mã qua đầu CD Denon. Đánh với âm ly đánh với rề bao sao nó thật cả nhà ha. Rồi mời cả nhà cùng em thưởng thức cho cam em nói nha. Tình cảm thêm say.
lời đào gian dối cũng xin quá rồi. Rồi, thì em xin giao lưu với cả nhà với cái giá rất rất dễ thương nha. 10.500.000. Bao diễn viên bạn, bao chưa sử dụng ở Việt Nam, mặt phay đẹp lung linh. Remote jean nhưng mà dòng đời cao ha cả nhà. Rồi, có nhu cầu alo em nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Bye bye.